Dạ, yeah, 3-0 mới được hả? Chết mày, team em phải đánh 3-0 à? Em suy nghĩ gì về trận đấu ngày hôm nay à? Em nghĩ là đây là một ngày mà nếu như mà nói là Liên Minh Hội Việt Nam vui thì nó hơi kỳ, tại vì dẫu sao thì cũng có team thua, cũng có team thắng. Nhưng mà đối với em, cá nhân em thì em rất là vui, tại vì rất là mình chứng kiến những cái người mình cần làm việc chung, những anh em, những bạn bè mà mình thân thiết họ có được cái thành công nhất định ở trong cái giải đấu thì mình vui. Tức là bản thân em thôi nha. Cho nên là ngày hôm nay đối với em là ai thắng cũng được. Ai thắng thì em cũng sẽ được đi ăn ké thôi. Cho nên là ngày hôm nay thì vẫn đi ai thắng thì cũng sẽ được mà thôi. Cho nên là hôm nay hy vọng là hai đội sẽ cống hiến cho tất cả các bạn khán giả một trận đấu hấp dẫn. Hello Hành Kê. Hello. Rồi, đầu tiên là cảm giác sau khi có được chức vô địch thứ 9 của Gam. Chức vô địch thứ 9 và cũng là chức vô địch thứ 4 liên tiếp của Hành Kê à. Thì cũng vui à. Mà vui cũng ít hả? Cảm giác của mình sau khi vô địch lần này thì mình nghĩ là nó đang hơi bình thường một xíu. Tại vì ở trước mắt thì nó có hai cái mục tiêu và hai cái đấu trường to lớn quá, đó là Asian Games và Chung kết thế giới. Cho nên là mình cũng cần phải ngay lập tức tập trung vào cái việc luyện tập để có thể chuẩn bị tốt cho hai cái giải đấu đó. Em cũng thấy bình thường, tại vô địch xong thì mai tụi em phải đi bay, cũng không biết hôm qua để vô địch luôn. Thì nói chung là kiểu tụi em cố gắng một mùa thì đền đáp lại kết quả vô địch thì tụi em cũng thấy nó xứng đáng thôi. Còn vô địch xong rồi tụi em phải còn hướng tới chung biên giới với lại Asian Games. Thì hai cái đó là hai cái khắc nghiệt nhất, cái giải đấu khắc nghiệt đó. Thì tụi em phải cần tập sự tập trung khá là cao khi tụi em tới đó. Thì ở mùa trước thì mình cán đích ở vị trí thứ hai thì mình khá là buồn, kiểu khá là thất vọng. Nhưng mà ở mùa giải này thì mình đã cùng Gam vô địch lần thứ 3 đối với bản thân mình thì mình cảm thấy khá là vui. Và còn hành trình sắp tới ở World nữa, cho nên là mình đang cảm thấy khá là hào hứng và sẽ chuẩn bị thật là kỹ cho trận đấu, cho những cái trận đấu ở World sắp tới. Em không biết nữa, nhưng mà do chắc em cũng đặt mục tiêu cho mình nó hơi cao á, thì những cái cảm giác này vô địch rồi thì em cũng đã trải qua cũng được nhiều lần rồi, cho nên là cái việc mà vô địch lại lần nữa thì nó vui thì có vui nhưng mà nó không được cảm xúc quá. Mà hôm đêm đó vô địch thì chắc chắn là vui rồi, vui, hạnh phúc. Nhưng mà sau cái đêm đó thì bọn mình cũng vô địch xong thì qua hôm sau là mình chắc dọn đồ, vali rồi sáng mai là bay qua Hàn Quốc luôn, nên là kiểu cảm giác nó cũng hơi không có ngày nghỉ, kiểu không có ngày để mình xả hơi là mình nghỉ, kiểu nó cũng cảm giác hơi hụt hẫng, nên là qua liền thì nó hơi mệt. Nhưng mà mình cứ coi đó là chuyến du lịch đó, nên là qua đó bay rồi cũng trải nghiệm được các kiểu trước khi mà tháng 10 nào mình bay qua chung kết thế giới để thi đấu á, nên là mình nghĩ là bay qua trước khám phá Hà Nội cũng gọi là ok đấy. It is double or nothing. You ain't getting money, the nigga you bugging. Damn ass fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, fuck up the budget. Cashing it in, damn I'ma bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Mega, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin', peep the medallion. Pull your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Hello, anh Khánh. Quay. À, này vuốt tóc đồ ha. Dạ. Thôi, anh để em làm nha. Dạ. Vừa đi mà biết chè dày là sao? Chè dày đi. Nhìn xíu ăn mừng cho nó đẹp, nó sáng bóng. Hello em. Hello anh. Nghe thằng này cũng cắt tóc gì? Em mới vừa đi cắt vậy. Thôi, không phải chẳng phải sao lên cũng được. Xe đã rồi. Dạ. Nè nè. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời. Hãy cuốn tôi sẽ phải tập trung tối đa. Đầu tiên là sau khi mọi người ra nhảy là cái cam nó sẽ quay cái bận của bên đây trước. Hey, đi ra. This guitar is a bad boy.
Vô tri. You guys know? Vô tri. This guy is a bad boy. Hú. Hú good boy. Fuck boy. Được á. Vô thì nó cứ bò vô. Còn lại em có gì hết. Chờ còn lại tìm. Đó là vô rồi, chờ chết đó. Ờ, mấy fan chết, chết gì nè. Chết gì nè, chết gì nè. No, chết gì nè. Yes, man, bad man, no. This is love. This is love. It's bad fan. No, this is love. My father. My father. Your mom will sad. Vậy vậy đó là cách si giờ mom mày yêu sát vì cơ vui my mom no my mom sad no my mom no sad my mom happy you quen ai rồi xong về nhà lấy hai cúp đó được hai về hả anh quá luôn. Mấy ba hai. Dạ ba không có được hả? Chết mày đi mày phải đánh ba không à? Em tưởng gì nè. Kêu không camera chiếu. Anh muốn gì nè nó mà ảnh không nói gì. Còn anh không có anh còn. Không, anh đi xuống. Không xuống từ đó. Hai. Đổ nước nha bộ. Gặp nhau ở chỗ cái hồ mà. Tại vì hai trường anh kêu là giờ anh về thì là thích em. Chịu. Trời em mà nghe câu đó em ừ luôn. Đã tốn chút cho gà mà em để luôn, em đi luôn. Em suy nghĩ gì về trận đấu ngày hôm nay à? Em nghĩ là đây là một ngày mà nếu như mà nói là Liên Minh Việt Nam vui thì nó hơi kỳ. Tại vì dẫu sao thì cũng có team thua, cũng có team thắng. Nhưng mà đối với em, cá nhân em thì em rất là vui. Tại vì rất là mình chứng kiến những cái người từng làm việc chung, những anh em, những bạn bè mà mình thân thiết họ có được cái thành công nhất định ở trong cái giải đấu thì mình vui, tức là bản thân em thôi nha. Cho nên là ngày hôm nay đối với em là ai thắng cũng được, ai thắng thì em cũng sẽ được đi ăn ké thôi. Cho nên là ngày hôm nay mình đi ai thắng thì cũng sẽ được mà thôi. Cho nên là hôm nay hy vọng là hai đội sẽ cống hiến cho tất cả các bạn khán giả một trận đấu hấp dẫn nhé. I beautiful, you guys see. Hồi lúc mà nhỏ ăn khôn á là gắn cái cục bông vô. Bác sĩ cứ tầm vậy, tầm 2 tiếng á là tháo ra. Rồi cứ ăn uống né nó ra xíu thôi được. Tầm 2 ngày lành. Cái tay động tác này. Rồi ok. Ok, 3, 2, 1 này. 3, 2, 1. Rồi. What's up, Captain? There we are. What's up, baby? Hello, boss. Hello. Nghe giọng quen quen lắm. Hello. Đúng lúc luôn. Yeah. Let's go. Hôm nay là ngày chung kết VCS Dusk 2023. Welcome to VCS Studios. We are here with GAM Esports, baby. Tuy nhiên là chị cũng muốn nói vài câu á, thì cái đầu tiên á là congratulations team để quay lại cái giải chung kết cho VCS ngày hôm nay. Đấy, chị có thêm có rất là nhiều cái ở trong cái vài tháng rồi cũng có nhiều cái thay đổi, cũng có nhiều cái mà lên xuống mà đó là sports, right? Thì đây là anh cũng muốn cảm ơn mọi người. Bia đến 60 ngày nữa, tất cả mọi thứ nó cực kỳ quan trọng. Tất cả mọi thứ mà các em nó sẽ thay đổi cuộc sống của các em được, mà thay đổi cái định hướng của esports của Việt Nam cũng được, em hiểu không? Có nhiều cái mà ai mà đi ASEAN này hay là ai đi chung kết thế giới này, tất cả mọi người làm sao để mình cùng nhau thêm giá trị cho đội, làm sao để mình sẽ đại diện cho Việt Nam và làm sao để làm cho người Việt Nam tự hào. Thì mình phải biết là tất cả mọi thứ mình đang làm đó, nó phải làm sao để hỗ trợ cái mong muốn, cái mong đợi của tất cả mọi người cùng nhau. Đấy, mình đang có một cái team rất là tốt ở đây, là mình assemble cùng nhau, mà mình có một cái người captain là tuyệt vời, anh các em together, đấy, không phải vì một người mà vì tất cả mọi người cùng nhau, thì ai cũng phải một chút, ai cũng bước một chút tốt hơn every day. So I cũng muốn cảm ơn ở bên Riot và bên VCS về support mọi người.
Why don't we together một hai ba game một cái? Được? Được, được. Ok. Captain đó. Captain đi giải cứu bây giờ. Okay, we just keep it small. You right? You say. You You say đi mày. Mọi ba gam nha. Một, hai, ba, gam. Ra sáng. Không, chung kết này từ từ chứ nếu mình nói không được. Ở đây chốt lên em tinh thần là hết fan thôi. Sao bên em mình xuống cứ thư giãn. Bạn cái gì thì cứ từ từ bạn với nhau nha. Ơi. Ba không về nha. Ủa tao đi 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 ủa tao Let's go GIM. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với VCS 2023 hoàng hôn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xác định được liệu VCS 2023 hoàng hôn sẽ được chứng kiến Cam Esports xác lập kỷ lục vô địch mới vô tiền khoáng hậu của họ, hay là Team Wells sẽ thành công đã bại được nhà vua và lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch của mình trong lịch sử của đội tuyển tại giải đấu này. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên, cuộc chạm trán giữa các thành viên của Team Wells và đối thủ của họ Gamesport, trận đấu đầu tiên của chung kết VCS 2023 hoàng hôn. Vô cực kiếm cộng kèm với móc nhiệt đang phát huy được tác dụng của nó, nhưng Gamesport vẫn đang muốn tấn công. Họ khai thác CBL, Kia vẫn còn đang chờ đợi để có thể sử dụng cái khôn bóng của mình. Kia xem tấn công, anh ta đã bị tấn công, anh ta không kịp sử dụng khôn bóng, nhưng đây là khúc rừng đường thẩm ba thành viên kiếm với bung đạo tôi biết đang trong dạng ngủ và ta nằm xuống dưới tay của Tader. Phía còn lại Katie cũng dứt điểm một thành viên nữa, Vada đang phải bỏ chạy, nhưng đây là thân cá đuối rồi. Vada nằm xuống, màn chấm dứt và Gamesport lướt lên sau đó anh ta đi về được. Nó khiến cho phía bên kia chưa tiến đầy rồi và là băng quăng ra và xuất sắc từ gần thì biết sang dành sẵn pháo trọng thương cũng đang dành sẵn. Katie đang bắn ở phía bên này, anh ra cho nó bung ra và rơi mọi người của kia đang vừa lùi đâm chút xíu kỹ năng e trúng người Glory khúc ru đường thẳng được bung ra. Trong khi đó Glory đang cố gắng bỏ chạy phía bên này, Artemis xin lỗi bạn là Sider đang sử dụng chiếc cú mình vào tóc Mỹ Lan Quy Ba rất hay sử dụng khu bỏ. Artemis vẫn đang cố gắng bắn tại chiếc điện đoàn thành viên, nhưng Katie đang nhảy lên người của Artemis, giang tắc cũng đang phải nằm xuống. Artemis có được một kill, Artemis chiếc điện là Ballet, Artemis đang chiếc điện cho mình được Levi, Artemis chiếc điện được Levi đó là qua đang kill hay là beta kill đâu, không có beta kill nhưng là end game. End game thật sự dành cho bên phía của Team Well hay chăng? Sao quan trọng nhất là tinh thần, thoải mái, hết thở để em một chút gì nha, để gọi chuyện cho. Bây giờ á, chọn team với Van Mix á, không cần bàn đâu, chọn team 2 tiếp, đánh tiếp đi. Cái vấn đề trong team này hôm nay của mình á là mình đang win từ đầu luôn. Cho nên là mình nhớ lại hồi bữa, có gì kêu đi lại nha. Hồi bữa mình nói kêu là những cái lúc mà mình kiểu mình cần một ít tiền để mình về mình xong đồ á, hoặc là mình kiên trụ á, thì nên nhớ lại mình là thằng đánh tempo rất là hay, mình chỉ cần đánh theo tempo của mình thôi, cứ đi về cần cái gì ra nói. Nhưng mạng đầu phê chết đi, hoặc là cái mạng sau gặp boss chết đi, nếu mà mình chết xong á thì xong, chết xong rồi mình hít thở rồi thì mình đánh chung kết mà lâu lâu mình fail một file, là lâu lâu nó làm một file đấy mình rất là chuyện bình thường. Quan trọng là mình fail xong mình làm cái gì á, fail xong cái file đó, cái file đánh thứ giả của mình nó không có liên lạc được đủ, hai người đánh ở trên, hai người đánh dưới cái nữa không có đủ liên lạc. Nhưng mà về xong vẫn win đúng không, thì cứ từ thôi, đánh lại từ, giữ đi, đừng có để bội. Còn mình nhớ lại cái chuyện mà mình đánh từ lúc ở nhà mình ra, lúc mà từ nhà mình đi ra mình đánh mục tiêu á, mình phải chọn được là mình đánh như thế nào, khu vực nào là mình đánh, khu vực nào mình không nên đánh. Cái đội hình mình đang bóc, mình có cây sa không cần mở, đúng không? Phá đầu không cần mở, để cây sa bóc. Mấy ba sao cũng vậy, để cây sa bóc đã. Nhưng anh thấy nay đánh cũng không có vấn đề cả, kiểu gì mà người giao tiếp thì cũng không thấy có kiểu bị tâm lý hay bị gì cả. Cái vấn đề duy nhất là hay bị thiếu cái sự bổ trợ thông tin nhau. Kiểu những cái giao tiếp thì nó hơi deny đồng đội với cả kiểu tức là nó không có kiểu nghe đồng đội và hỗ trợ đồng đội trong cái cú côn hay là cú giao tiếp á. Đấy thấy bị deny hơi nhiều. Kiểu lâu lâu sẽ có những tình huống mà côn đánh xong rồi có thằng kêu bỏ hoặc là ngược lại, hoặc là kêu về thì có thằng kêu ở lại hay ngược lại gì đó. Thì nó bị nhiều á. Thế nãy đánh thì anh em cũng thoải mái rồi, cứ đứa là được, mình nhảy là 1, 2, 3 nhảy. Ôi, có thằng đúng không? Đúng rồi, rồi lên dễ anh em, để xét lại nào. Vô 1, 2, 3. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán giữa Team Well và Gamesport. Những bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội cùng đều đã sẵn sàng rồi. Ông rỉa bay hơn nửa cây mẫu
sử dụng tạ số độc nhắm thẳng vào người của Sayer. Sayer được tấn công quả như hiệu triệu, đây chờ đợi có thể bung ra và nó chỉ dùng để phòng thủ, giúp cho Sayer bắn và tóc biến tạ gấu rất hay. Và Smada tóc biến lên sử dụng combo mình người Sayer, ta chưa dứt điểm được Sayer, ngược lại ta mới là người phải đập thủ đó, một chút đã có khiến bên này sức rút cung vàng bung ra, nhưng Valet chưa ai có thể hỗ trợ mà sát thương cả, khi mà được tung kỹ năng của mình vào CBA đang đứng che gần đội của mình. Valet đi quá chậm và ta nằm xuống, nhảy lên đến được Sayer nhắm vào người kia già tôi đẩy vào một cảnh, họ đang muốn tấn công cái trụ thứ hai và móc được vào từ đó CBA. CBA có thể sẽ phải trả giá, anh ta đang sử dụng thiện tâm để bảo vệ bản thân mình nhưng không thành công lắm, xuống hàng giữ chưa được hai thành viên đó là DJ và đó là Spada. Phía cánh của lại CBA móc được một thành viên nhưng ta không còn thở nữa, ta sẽ phải nằm phía bên này. Spada bị dính kỹ năng, bị dính cơ mưa, cái này bị dính tất cả mọi thứ, lướt lên từ Glory lấy được đồng hồ trên KT. Artemis đang muốn bắn sử dụng đại bác rồi, Sayer bắn quá lực và ta có được bài cục cho bản thân của mình và Glory đang phải bỏ chạy. Sayer tiếp tục tốc độ chuyển di tới qua ra kill dành cho Slayer và Gamer Strong sẽ end bản thi đấu thứ hai này. Ba này em sao em? Bạn em sao rồi? Em đi rồi anh đâu? Ủa? Lúc bây giờ rồi lại tôi đánh tôi chưa đỡ không? Ba này nghĩ chạy không ưu đó. Ý là con cá sấu ấy, chưa ai nó kêu là anh cần em rỡ sang rồi. Ông phải đánh lời á. Em rỡ anh đi lời chết nói nào. Mai bắt. Phải đánh em. Phải rỡ sớm mới chạy luôn. Ông phải đánh em. Chứ mà đi anh em giết luôn. Giết không chạy luôn. Good. Mai bắt. Sorry. Bây giờ đứng lên mình nhảy mình không nghĩ gì hết nha. Mình đi xét lại nha anh em. Một, hai, ba. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ ba cuộc chạm trán giữa Gaming Sport và Teamwell. Tỷ số này là 1-1 và đây sẽ là ván thi đấu bản lề giúp cho một trong hai đội sẽ có được một cái tinh thần tốt hơn rất nhiều để có thể bước được vào ván thi đấu thứ tư. Và đang cần phải lùi ra, đang bị tấn công, bị dính luôn cả khô máu và ta sẽ phải nằm mà thôi. Mạng dành cho Spada, cây tỷ lướt lên được tấn công cho Spada, chúng ta không tung được cây tỷ không thể có xuống mạng bung ra, đó là một tên lửa rất đẹp. Vincent và kẹt là Artemis cũng đã bị đốt cho nên khi nằm xuống mạng đã có giờ lên vì cây tỷ dứt điểm được Spada và cây xuống cú lao điện cũng đã có 11-7 cho Gaming Sport. Cây tỷ bắt đầu tấn công vào công trình, Levi sử dụng Syndicate hấp tung được Levi ra dựa trên chiêu cuối của Vincent, đó là chiêu cuối giữ chân được một khoảng thời gian khá lâu. Ballet sử dụng chiêu cuối của mình bằng địa chấn rất hay và anh ta đang hỗ trợ toàn bộ khả năng chống chịu rải ra mưa tên lửa. CBL đứng kẹt bên trong đó, người ta bị đốt khi nằm xuống. Glory đang cần phải bỏ chạy dạng phân thân ta đi mất đi. Đã bị bắn liên tục pha chậm nhẹ từ lưỡi cây tì để có thể dứt điểm thành công. Ta thành công khô máu buông ra và đã vô nghĩa và chiến thắng cho Gaming Sport ở trong ván thi đấu thứ ba này là rất xứng đáng. Hay quá anh em ơi, một dáng thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu thứ tư. Ván thi đấu có thể quyết định cả số phận của cả cặp trận đấu này. Ván đấu có thể đưa Gaming Sport tới với chiếc cúp của VCS 2023 Hoàng Ôn. Hay Teamwell sẽ tận dụng cơ hội cuối này để đến với ván thi đấu thứ năm. Phải bật thần cả sáu bên dây tăng lên xuống luôn hoàng bản năng sát thủ bung ra thứ đi vô mọi người và cái lập tức xạ thủ với thủ biến mất đi. Kia đã tới được thủ bế đó, thủ phía bên kia từ đang tấn công người Artemis. Kia tiếp tục quy một lần nữa thành công, ta có thể dứt điểm được không? Không dứt điểm được, những Levi đang tới mọi thứ đang muốn dồn người Artemis. Artemis đang cố gắng thoát đi, rất một kill đã có giờ đây cái gì tiên tri kích không trúng nhưng Spada vẫn kịp trả đũa cho người đồng đội của mình. Bên dây xuyên lên Levi Valet bên dây đang cần phải lùi đắp tí xíu, bên dây vẫn đang câu kéo, bên dây vẫn đang làm tất cả mọi thứ không thể bỏ chạy được nhưng Artemis bị dính. Cái chơi non 10 điểm của Gaming Sport và họ đang muốn dứt điểm được Win Say. Chơi non 100 điểm, chơi non fast play đến từ Levi. Gương mặt B của bản thân mình để lùi về. Levi, quyền lực thiên nhiên đã được sử dụng. Bin Zay đang đứng để có thể lùi. Một pha tóc biến đến từ A này, đến từ Glory để có thể thoát đi. Kia hấp tung được CBL. CBL tóc biến đã bỏ chạy, ta bị dính một pha cầu sắm. Bin Zay sử dụng xuyên tâm kích rồi. Anh ta đang là người bị đeo bám, bị dính W, sẵn sàng cho một tình huống bị đâm nhăn. Cuối đã có được và gục phía bên này thì sau đây Artemis đang cần vui lùi ra từ trước cầu sắp chúng mọi người. Artemis lướt lên bên kia da, ta sử dụng khô máu đẩy bế qua kia bên kia tường và không cách nào cho Artemis sống được cả. Spada đang trong dạng chuẩn bị hồi sinh nhưng con cá này đã bị ông lão đánh rồi và Glory sẽ làm gì đây? Valet đang lấy khiên ra để che lại. Katie đang nhắm cầu sắm không trúng mọi người Glory nhưng bùa lại Baron nó đang trước mặt các thành viên Gaming Sport sừng sững rồi nhưng họ đang muốn kết thúc ván thi đấu này. Người chơi sức mạnh của bản thân của họ, đây là chức vô địch thứ 9 của họ. Nếu như họ có thể end được ván thi đấu này, trời non đã được nở ra và đã lấy được một lượng mẫu rất lớn đến từ những con lính Glory không lùi năm xíu tầm chín kỹ năng quyền biến bắn địa chấn bị hất tung lên bị dính W nữa
Một tour về nhà chính đã nổ, hai tour về nhà chính đã nổ. Và Gao Esports họ có chiến tích thứ 9 ngay ngày 9 và tháng 9 của năm nay. Let's go! Chắc là anh Cây cũng coi bốc thăm rồi. Thì tình hình bảng đấu như thế nào thì bây giờ chắc là mọi người cũng đã biết hết rồi. Thì mặc dù là mình không gặp lại được R7, nhưng mà mình cũng chung bảng với lại Lao, một cái đội mà cũng góp mặt ở những cái giải quốc tế gần đây. Thì anh Cây đánh giá như thế nào về cái bảng đấu của mình khi mà có cả người anh em BSG Tà Long của mình? Thì đầu tiên là nói về R7 đi, thì tụi mình đều hoàn toàn sẽ có phần trăm tỷ lệ để mà gặp lại R7. Hoặc là mình win và R7 đều win thì mình sẽ gặp ở vòng sau, hoặc là nếu mà cả hai cùng thua thì hai cũng sẽ cùng gặp. Thì nói chung là ba đối thủ thì tụi mình đều sẽ có cơ hội và có khả năng gặp hết. Thì mình cảm thấy là Lao là một cái đội mà đánh khá là hay ở Brazil, mà mọi người cũng biết ở Brazil thì cái sân vận động và cái lượng fan hâm mộ của họ đi đến sân vận động rất là nhiều, nên là họ có thể sẽ không có bị cái áp lực từ khán giả. Nhưng mà cái đó thì cũng không phải là vấn đề. Tụi mình nghĩ là tụi mình vẫn sẽ có thể hạ UDK Lao và đi tiếp vào vòng sau. Còn về việc là nếu mà tụi mình win thì tụi mình nghĩ là tụi mình sẽ gặp BSG nhiều hơn là tụi mình sẽ gặp R7. Nhưng mà đó chỉ là phỏng đoán của mình thôi, mình cũng không biết hai đội sẽ đánh với nhau như thế nào.
Và nhìn chung thì bán đấu này là bán đấu mà Gam, nhưng mà Gam đi tới quần này rồi thì bắt buộc phải win rồi đó. Phải... Thể thức ở Trung Quốc Thế Giới lần này thì đơn giản thì phải vượt qua tất cả các đối thủ để có thể tiến vào vòng trong. Cho nên nay Tuấn có nhắc đến mối thù thì hình như Tuấn đã nhắc đến R7 đúng không? Đúng rồi. Thì cái mục tiêu của Gam, bản thân mình cũng như là Gam thì sẽ là vượt qua cái vòng play-in ở Trung Quốc Thế Giới. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu mà đoạt được cái mục tiêu và trên đường đạt được thì lại thắng được R7 luôn thì càng tốt. Với mình thôi, hai lần vừa rồi mình đi ra thế giới thì mình đánh không có tốt. Nhưng mà hiện tại thì mình đang có gọi là sự tự tin khá là cao. Mình quay trở lại để mình phục thù như phục thù R7 đây. Thì mình cảm thấy lần này mình kiểu khá là quyết tâm để mình bước vô vòng trong á. Nên mình gặp đội nào thì mình cũng sẽ đánh hết sức thôi. Mình cũng kiểu là khá là tự tin như lần này. Mình chỉ mới xem vài trận đấu của LAN thi đấu thôi. Và mình nghĩ là thời gian tới thì mình sẽ phải xem những cái đội chung phòng ngoài với mình khá là nhiều, vì mình cần tìm hiểu kỹ mọi đối thủ luôn, tại vì mình đều có khả năng gặp tất cả. Cho nên là đối với LAN thì mình nghĩ là nếu mà bọn mình vẫn giữ được phong độ tốt và không bị ảnh hưởng bởi quá nhiều thứ bên ngoài thì tụi mình vẫn sẽ giành chiến thắng trước LAN. Bản đấu của Gam thì Đài Loan, Brazil, G7 là nước trong Mỹ Latin. Thì bản thân em thì cũng không hiểu rõ, không biết rõ về những đối thủ đó lắm. Thì chỉ có BSC thì tụi em đã chen với nhau nhiều và gặp nhau trong giải đấu quốc tế cũng như là thế giới nhiều lần. Thì đây là đối thủ quen thuộc của em. Còn hai đối thủ kia thì em nghĩ là riêng về bản thân em và tập thể Gam phải tìm hiểu rất là nhiều để mà chuẩn bị cho kỳ chung kết thật kỹ con này. Chung kết thế giới bản của tụi mình thì nó cũng khá là thú vị. Chỗ là bọn mình gặp Lao, gọi là đó như là khu vực, hay mình biết khu vực Brazil. Thì khu vực đó là bản thân mình thi đấu trước giờ chưa gặp. Thì mình cũng khá là bối rối, nhưng mà từ bây giờ chắc là mình sẽ tìm hiểu về team Brazil và đội hình nó như nào để mình có thể sắp tới đánh với họ thì nó sẽ kiểu nó đỡ bỡ ngỡ hơn. Thì BTS cũng có một cái món quà dành cho Gam trước khi đi đến với chung kết thế giới. Thì mỗi thành viên sẽ được hai đôi giày. Đúng rồi, một đôi màu trắng và một đôi màu vàng đen. Gửi đôi này trước nha. Có gì anh kia anh bóc cái. Anh bóc. Anh cho coi cái hộp. Đánh giá nhận xét gì luôn cũng được. Cái hộp nhìn cũng huyền bí á. Wow. Cái này là giày thiết kế của BTS hay là thiết kế riêng cho Gam đấy? Thiết kế của BTS đúng không? Nhưng mà nó lại trùng hợp là cái màu outfit thì nó rất là phù hợp với màu áo thi đấu của Gam. Ôi, cũng vàng đen nhưng mà hơi pha trắng trắng nhỉ, thôi cũng phù hợp. Wow. Cùng với màu áo của Gam luôn. Vàng đen. Cái mà em thích nhất là khi mà thi đấu quốc tế được cùng đồng đội mặc lên một cái gì đó cùng nhau, đồng đúng phục. Rồi cùng nhau thì em nghĩ cái đó là một cái sự mà chu đáo. Thì em nghĩ là cảm ơn nhà tài trợ BTS Hunter đã tài trợ cho Gam những cái đôi giày nhìn cũng Gam vết. Mở giày xịn đấy. Sau khi mình mở cái món quà này mình thấy cảm thấy giày này rất là xịn. Nếu mà thì mình thấy là nếu mà giày này mình đi đôi chung với quần áo Gam cũng như là đồng phục của Gam thì mình thấy rất là hợp lý đấy chứ. Mình xin cảm ơn BTS vì đã gửi tặng đội tuyển những cái đôi giày rất là phù hợp với bộ outfit của Gam khi thi đấu như thế này. Và hy vọng là với đôi giày này thì sẽ là một cái bước đệm tốt cho Gam trong cái cuộc hành trình tiến với chung kết thế giới sắp tới. Ok. Thấy dưới đế có logo R7 không? Có lỗi. Logo gì đâu. Không, lát hồi in ha. Lát hồi in. Ok, anh Kiều.